năm em khoe nhan sắc xinh đẹp khẳng định không sợ dư luận. Dù hồi nào, con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đang hình mặc váy cưới. Thấy gì từ việc đan trường sử dụng AI làm MV? Hoài Lâm lộ diện với ngoại hình bất ngờ. Lưu Minh Hữu phản ứng thế nào khi bị gọi là cô? Còn Lệ Quyên phản ứng gắt khi bị phán xét ngoại hình. Cân cảnh nhan sắc mỹ nhân không được chọn ở show hẹn hò. Xin chào là Hồng Ngọc đây và ngay bây giờ mời mọi người vào từng nội dung chi tiết có trong giải trí Ibis hôm nay. Nam em khoe nhan sắc xinh đẹp khẳng định không sợ dư luận. Không chỉ dục dịch ra mắt dự án âm nhạc mới, Nam em thời gian gần đây cũng gây chú ý bởi những động thái mới. Ngoài việc đăng đàn story nhằm nhắm đến người này, người kia, thì ở diễn biến mới nhất, người đẹp tiền giang đăng đàn loạt hình ảnh xinh đẹp của bản thân, đính kèm dòng trạng thái cực gắt biết chắc chắn là ấp những hình ảnh xinh đẹp này tụi nó không công nhận đâu nên cần gì sống để tụi nó công nhận mình công nhận mình là được mình không thương mình trời chu đất diệt trên đời này chỉ sợ trời không thương mình thôi chứ đôi ba những lời dèm pha của thiên hạ thì có gì quá quan trọng chắc gì tụi nó đúng vì nếu tụi nó đúng thì đâu có dành thời gian chửi mình vậy nha chúc buổi sáng tốt lành sau thời gian ngắn đăng tải nam em đã thu về càng ngàn lượt thích đính kèm rất nhiều những bình luận như cô nàng đã dự đoán thì có cả những lời khen và cả những sự dèm pha từ netizen dành cho nam em Bao giờ cũng hạnh phúc, miễn bản thân không đụng ai là được. Hạnh phúc trong từng giây phút mình sống chị nhé. Kệ đi chị ơi, mình sống hạnh phúc, vui vẻ là được rồi. Hơi đau làm vừa lòng thiên hạ, nó có nuôi mình ngày nào đâu. Quá chính xác nam em ơi, mình phải sống cho mình thôi. Trải qua nhiều kiếp mới được thành người, cho nên phải sống vui vẻ nha. Mình thấy bản thân mình đẹp là được rồi, ghi cái cáp cũng làm người ta không ưa nữa. Càng ngày càng xuống, về sắc và tài. Đâu ai cần em chứng minh mà em cần phải bắt người khác công nhận. Em đang tự nói và thể hiện em đang lũng củng trong suy nghĩ góp ý nhiều quá mà không thay đổi hả nam em tại sao cứ phải hơn thua thế nhỉ ai chơi bay và nói những lời khó nghe với mình thì cứ lướt qua không thèm đọc không thèm quan tâm như thế mới là người biết đối nhân xử thế đang được cả đôi cứ đáp trả lại anh ti không thua kém câu nào anh ti chính mình thì mọi người không biết nó là ai còn ngược lại hai đứa chính lại nó thì cả mạng xã hội biết thì chính hai đứa đã làm mất đi hình ảnh và nhân cách của mình người ta giữ được thì mới khó chứ muốn mất hết thì rất nhanh hãy tỉnh táo lên còn bạn thì bạn nghĩ sao về những chia sẻ cũng như là bình luận của netizen dành cho năm em? Dù nào con gái nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đang hình mặc váy cưới? Không chỉ có vấn đề tranh chấp tài sản, Hồng Loan, người được cho là con gái duy nhất của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, đã vướng vào câu chuyện mối quan hệ với Vũ Luân, con nuôi ông Hoàng Cải Lương. Giữa thời điểm sự việc nhận về quan tâm thì người trong cuộc dường như đã lựa chọn giữ im lặng. Để mới nhất, Hồng Loan bất ngờ có động thái lạ. Theo đó, thì con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã đăng tải ảnh diện váy cưới có thể là Hồng Loan dường như không mấy bận tâm đến những ồn ào đang xảy ra. Thay vào đó, cô tập trung cho bản thân cũng như là công việc của cá nhân. À, trước đó, thì khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đăng tải bức tâm thư, đồng thời gọi thẳng tên trên mạng xã hội, con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh cũng đã bật khóc trên livestream khẳng định lúc nào cũng xem Vũ Luân là anh hai. Em lúc nào cũng có anh hai trong lòng em hết trơn á. Chứ không bao giờ mà em bỏ anh hai. Chỉ cần anh hai nói anh như thế này, anh như thế kia, em sẵn sàng. Em sẵn sàng hết anh hai. 10 em gấp 10 được cũng được anh hai em có như thế nào em em chấp nhận hết em cố gắng để anh hai như là đang bị gặp khó khăn gì em có thể hết anh hai ơi chứ không phải là em chỉ biết sống cho bản thân em em không hề có không lẽ ở trong nhà em làm được mà ở ngoài anh các anh chị cùng trong tim cùng đồng hành với em mà em không thể giúp đỡ được sau đó thì hồng loan cũng cho biết mình đã ổn hơn không cần mọi người giúp đỡ nhiều như trước mà ngược lại chính cô cũng có thể giúp đỡ mọi người hiện tại bây giờ coi như em cũng nói chung là được một khỏe một phần nào rồi đó không cần giúp đỡ không cần anh chị phải lo lắng kinh tế này kia nhưng khi mà anh chị cần cái gì em có thể sẵn sàng tinh thần là vật chất em có thể sẵn sàng ở đây cũng trong livestream này thì Hồng Loan còn ra lời khẳng định cô không phải người ham danh vọng bởi nếu như vậy thì cô đã theo nghề khi ba còn sống em không là người ham danh vọng anh hay ơi nếu mà em là người ham danh vọng là từ nhỏ ba em còn sống là em đã đi theo nghề ba em rồi chứ không phải để tới hôm nay đâu nay ơi sau cùng Hồng Loan mong muốn Vũ Luân đừng lún sâu, nhưng là việc gì thì cô không nói rõ. Anh đừng càng lún càng sâu nữa này, Dạ em không biết nói sao nữa. Thôi thì, thì 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 ý trời. Nhỉ? Bạn nghĩ sao về điều này? Hãy bày tỏ quan điểm của mình để ai biết tôi nha. Thế gì từ việc Đan Trường sử dụng AI làm MV? Mới đây thì nam ca sĩ Đan Trường đã gây chú ý khi cho ra mắt MV ca nhạc Em ơi ví dầu được thực hiện bằng công nghệ AI trí tuệ nhân tạo. Theo đó cho MV thì Đan Trường không trực tiếp tham gia mà xuất hiện hình ảnh mô phỏng nam ca sĩ ngồi hát với những chuyển động như người thật. Điều này khiến không ít người cảm thấy thích thú bởi sự tiếp cận xu hướng công nghệ sớm ở lĩnh vực nghệ thuật giải trí. Tuy nhiên, hơn cả những lời khen ngợi lại là sự thất vọng của một bộ phận khán giả khi cho rằng anh Bo đang cho ra mắt một sản phẩm nghệ thuật mang tính máy móc, thể hiện sự lười nhác, thiếu sáng tạo, thậm chí là không tôn trọng khán giả. Trên thực tế, Đan Trường không phải là ca sĩ đầu tiên đưa trí tuệ nhân tạo vào sản phẩm âm nhạc tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc để một phiên bản ảo của mình đảm nhận vai trò diễn xuất cho MV thì sao Nam chính là người tiên phong. Qua đó có thấy là điều gì cũng có hai mặt của nó, quan trọng là ý kiến của mỗi người. Còn bạn thì bạn thấy sao? Hoài Lâm lộ diện với ngoại hình bất ngờ. Thời gian vừa qua thì không hiểu lý do gì. Một lần nữa Hoài Lâm lại ở ẩn. Anh không còn đi hát nhiều như trước. Ở dưới bên mới thì cộng đồng mạng đã bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh của Hoài Lâm xuất hiện trong tiệc sinh nhật của mình. Được biết thì người thân đã tổ chức tại quê nhà cho anh chàng bữa tiệc này. À, theo đó thì buổi tiệc có sinh nhật của Hoài Lâm mang không gian âm cúng này, đơn giản như là con người của xã Nam. À, mặc dù chủ nhân của bữa tiệc nhưng mà giọng ca 9X là xuất hiện với trang phục vô cùng giản dị, với áo thun và quần jean. Những người thân của Hoài Lâm cũng đã cùng nhau quây quần trong buổi tiệc để chúc mừng nam ca sĩ bước sang tuổi mới. À, đáng chú ý thì người hâm mộ đã đặc biệt à, lưu ý đến ngoại hình của Hoài Lâm. Thời điểm hiện tại, dường như Sao Nam không quá tăng cân, vẫn giữ được phong độ ổn định. Ở à, bên dưới đoạn clip thì nhiều khán giả đã gửi lời đến Hoài Lâm những lời chúc tốt đẹp khi mà bước sang tuổi mới. Đồng thời thì họ cũng hy vọng là sẽ sớm thấy được Sao Nam quay trở lại với ánh đèn sân khấu. Còn bạn thì bạn mong chờ điều gì ở Hoài Lâm? Hãy bày tỏ quan điểm cảm nhận của mình để chúng tôi được biết nha. Lưu Minh Hữu phản ứng thế nào khi bị gọi là cô? Vâng thưa quý vị, Lương Minh Hữu đang là nữ ca sĩ gây chú ý trong showbiz bởi hành trình giảm 14 kg đầy ngoạn mục. Giờ đây thì cô gái Trung Hoa dường như đã lấy lại vóc dáng thiếu nữ năm nào. Mới nhất thì trên trang fanpage Lương Minh Hữu đã đăng tải chia sẻ thú vị trong một đêm diễn. Bạn nhận ra là bạn đã già khi bạn biểu diễn ở trường đại học thì phía hàng ghế khán giả vang lên: "Cô ơi, cô Lương Hữu ơi, mẹ con mê cô lắm." Cô cảm ơn mẹ con nhiều nhé. À, có thể thấy là cái việc mà khán giả gọi bằng cô á, đã khiến Lâm Hữu có gì đấy á, lấn cấn. Tuy nhiên thì cô nàng vẫn vui vẻ và gửi lời cảm ơn tới vị khán giả kia. Đồng thời thì qua chia sẻ này cũng có thể thấy là Lâm Hữu chính là nữ ca sĩ nhận được nhiều tình cảm của nhiều thế hệ khán giả. Bên dưới bên đăng này thì rất nhiều cư dân mạng đã thể hiện sự thích thú trước chia sẻ của Lâm Hữu về kỷ niệm trong đêm diễn vừa qua. Đồng thời nhiều ý kiến cho rằng dù đã bước sang tuổi tứ tuần nhưng mà giọng ca cô gái Trung Hoa vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp này, trẻ trung này, chuẩn xịn luôn. Các bạn thì bạn thấy sao? Lê Quyên phản ứng gắt khi bị phán xét ngoại hình. Khác với sự vui vẻ thoải mái của Lưu Mộc Hữu khi mà có khán giả hỏi bằng cô, Lê Quyên hết lần này đến lần khác lại bày tỏ sự khó chịu mỗi khi ai nhận xét về ngoại hình tuổi tác của mình. À mới nhất thì khi một netizen đã để lại bình luận dưới bài viết của Lệ Quyên rằng sợ nhất những người già mà không biết mình già, nữ hoàng phong trà đã có màn phản phá cực gắt như sau. Cây nhất là hơn 40 tuổi mà dáng ngon quá, làm như đứa ứ gan vì gato, trong đó có cương, chỉ thích. Gần nhất vào khoảng tháng 3 năm 2024, Lệ Quyên cũng từng là tâm điểm chú ý vì bức ảnh để lộ dấu hiệu tuổi tác rõ rệt. Trước những ý kiến trái chiều về nhan sắc, Lệ Quyên đã lên tiếng giải bày như sau. Tôi là người hay để mặt mộc khi không lên sân khấu, tôi cũng chuyên chụp ảnh bằng camera thường khi gặp khán giả. Tôi không ngại chụp ảnh vì tôi nghĩ đó là sự thân tình, vui vẻ và gần gũi. Khi thấy bạn bè nói tôi bị đăng ảnh xấu lên mạng, nhìn lại thì chỉ thấy giờ khóc giờ cười. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ này của Lệ Quyên? cận cảnh nhan sắc mỹ nhân không được chọn ở show hẹn hò. Bùi Khánh Linh không phải là cái tên xa lạ của giới mộ điệu sắc đẹp, người đẹp sinh năm 2002 gây ấn tượng với vẻ đẹp trong trẻo ngọt ngào nhưng không kém phần quyến rũ. Trong năm 2023 thì cô tham gia liên tiếp hai cuộc thi là Hoa hậu thế giới Việt Nam và Hoa hậu hòa bình Việt Nam. Kết quả thì cô nàng lọt top 5 Hoa hậu thế giới Việt Nam 2023 và đạt danh hiệu Á hậu 1 tại Hoa hậu hòa bình Việt Nam 2023. Mới nhất thì Bùi Khánh Linh đã xuất hiện trong chương trình hẹn hò mang tên Đảo Thiên Đường. Đáng chú ý dù là hậu có ngoại hình nổi bật, nhan sắc ngọt ngào, sắc vóc đẹp, nhưng Bùi Khánh Linh lại không được ai chọn trong tập 1 và phải về nhà chung một mình. Trong chương trình Bùi Khánh Linh chia sẻ, tôi mang năm vali và rất sẵn sàng cho hành trình này. Nếu hôm nay bị loại, tôi sẽ rất buồn. Các chàng trai đến từ Hàn Quốc cũng rất ấn tượng với vẻ đẹp của Bùi Khánh Linh, nhưng không hiểu vì lý do gì mà họ lại không chọn cô. Khán giả xem show hiện đang mong chờ một điều đặc biệt ở đó sẽ giúp cho Khánh Linh lọt vào mắt xanh của các chàng trai. Còn bạn thì bạn nghĩ sao? Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại giải trí Ibis ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại trong các chương trình kế tiếp.